Và thưa thật với quý anh chị rằng là chúng tôi rất mừng được gặp quý anh chị ở đây. Những người mà hàng ngày trong cái tư cách là một khán thính giả, chúng tôi có dịp gặp mặt. Chúng tôi thấy ở đây là có bác Tài từ Boston về. Chúng tôi cũng thấy có cả chị Bảo Châu yêu dấu của chúng tôi, với là đôi mắt kính quen thuộc. Chúng tôi cũng vẫn nhìn thấy anh Hưng Yên từ Boston, anh Hưng Yên từ Houston mừng đón tiếp anh Phạm Kim, là một anh bạn hàng xóm ở Seattle, cũng như là những người bạn láng giềng khác. Trong đó thì đương nhiên là không thể nào quên anh Nghê Lữ, là người bạn đến từ San Francisco. Mà tôi nhớ mãi là anh Võ Thành Nhân bảo rằng là ai mà không mê cô này và ai mà không yêu cô này. Và đương nhiên là tí nữa đây chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều người. Chúng ta sẽ gặp Diệu Quyên, chúng ta gặp Ngọc Đan Thanh, chúng ta gặp Victoria Tú Quyên, chúng ta gặp Kim Nhung. Những người mà ngay chính ở tại Liên Tục Sài Gòn này, một đôi khi vì lý do này hoặc lý do khác, vì những lý do bận rộn, chúng tôi ít khi có dịp gặp. Và chúng tôi cũng có ít dịp để mà ngỏ lời chào. Tôi cũng biết là ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên thủ đô tị nạn của chúng tôi có dịp đón tiếp các anh chị. Hàng năm cứ ngày này các anh chị về đây để tham dự sinh nhật của SBTN. Chúng tôi mừng là bởi vì thấy phái đoàn về mỗi một ngày một đông hơn. Chúng tôi cũng mừng là bởi vì khán giả ở đây là chúng tôi. Phải nói đúng hơn là như thế này. Đó là những cái cảm tình rất đặc biệt mà chúng tôi không dành cho ai cả ngoài trừ cho SBTN. Lý do là cảm tình đó đến về nhiều phía. Trong đó quan trọng nhất vẫn là điều mà các anh chị đều biết. SBTN là một phần không thiếu được trong gia đình chúng tôi. Và các anh chị cũng đều hiểu, các anh chị chính là những người thân nhất trong đại gia đình của chúng tôi. Tôi biết rằng là nói lại ở đây điều đó thì đôi khi nó cũng bằng thừa. Nhưng mà cũng vẫn phải nói lại, nhắc lại những cái điều mà các anh chị đã nghe, đang nghe. Và tôi tin và hy vọng là các anh chị sẽ tiếp tục được nghe những cái điều đó. Thành ra chúng tôi cũng mong là kể từ ngày hôm nay, tất cả chúng tôi khán giả sẽ tiếp tục được gửi đến quý anh chị những lời thăm hỏi chân tình nhất, với tư cách là những người trong một gia đình có mang tên là SBTN. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên chúng tôi được gặp quý anh chị ở đây, như là lúc nãy chúng tôi đã nói. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên trong tư cách là một khán giả, một khán thính giả của SBTN, chúng tôi có dịp thưa chuyện cùng các anh chị. Hơn thế nữa, có lẽ rằng là đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi có dịp chia sẻ với các anh chị những cảm nghĩ của chúng tôi về các anh chị. Cái cảm nghĩ của một khán giả, của những khán giả, đối với những người bạn thân tình mà chúng ta thường hay gặp nhau trên màn ảnh truyền hình và chưa bao giờ có dịp gặp gỡ cho đến ngày hôm nay. Những chia sẻ này tôi xin phép được thưa trước là rất có thể là sẽ làm cho quý anh chị hài lòng, cũng rất có thể là làm cho quý anh chị bực dọc. Nhưng dẫu sao chăng nữa thì cũng xin thưa với các anh chị, đây là những cái gì chân tình nhất mà trong cương vị của một khán giả SBTN, chúng tôi muốn chia sẻ cùng các anh chị. Chúng tôi cũng tin rằng là nếu mà ngày hôm nay chúng tôi không nói những điều này ra thì có lẽ cũng chẳng bao giờ chúng ta có gì nói những cái điều này với nhau, có dịp trình bày cái cảm nghĩ của mình với tư cách của một thính giả, khán giả cho quý anh chị nghe nữa. Tôi cần phải nói cái điểm đó là bởi vì chính cái anh chị, chính quý anh chị cũng từng bảo với chúng tôi một điều là khán giả, quý khán giả, quý khán thính giả có điểm gì muốn chia sẻ với chúng tôi thì xin đóng góp. Thì thưa với quý anh chị, ngày hôm nay và trong những giây phút kế tiếp, với tư cách là một khán giả của SBTN, tôi xin phép đóng góp ý kiến của mình và hãnh diện được quý anh chị mời để đóng góp ý kiến ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà tôi muốn trình bày với quý anh chị là tôi nghe những cái lời than thở của quý anh chị. Quý anh chị than thở là bởi vì khó khăn, thành ra quý anh chị không thể làm việc được. Thưa với quý anh chị, tôi cũng đang gặp khó khăn. Khán giả của chúng tôi biết là những cái khó khăn đó như thế nào đến quý anh chị. Rất tiếc là chúng tôi không thể giải quyết được. Nhưng chúng tôi chỉ muốn ngày hôm nay chia sẻ với quý anh chị những cái khó khăn riêng của chúng tôi. Cái khó khăn đầu tiên đến là cái khó khăn của nền kinh tế. Cái nền kinh tế thành ra bởi vậy các anh chị bảo rằng là các anh chị không có đủ tiền để lo cho nhân viên, không có đủ tiền để lo cho đài, không có đủ tiền để phát triển vân vân và vân vân. Kể cả chuyện không có đủ quảng cáo để mà làm một chương trình phải nó hay hơn như là quý anh chị mong muốn. Và đó chính là những điều quý anh chị chia sẻ với chúng tôi trong tư cách
là những người làm với SBTN và với khán giả. Thưa quý anh chị, tôi cũng đang gặp khó khăn. Cái khó khăn đó không phải đến chỉ với các anh chị không thôi, mà còn đến cả với gia đình của tôi. Các anh chị thử tưởng tượng như thế nào. Dù khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng một khoản tiền để mong được gặp quý anh chị hàng ngày. Điều đó chứng tỏ cho quý anh chị và cho chúng tôi thấy là chúng ta cần có nhau. Và chỉ anh chị cũng thấy rõ ràng, mỗi một lần gặp không phải chỉ một mình cá nhân tôi thôi, mà gặp tất cả các khán giả khác, họ sẽ bảo rằng là trong cái đống bills mà họ phải trả hàng tháng, ngoài bill tiền xe, bill tiền nhà, bill tiền điện, điện thoại, vân vân và vân vân, có cả một cái khoản bill rất quan trọng, tức là cái khoản bill trả cho SBTN. Điều đó còn có nghĩa như thế này, có nghĩa là chúng tôi yêu quý anh chị, chúng tôi mến quý anh chị và chúng tôi cần quý anh chị. Chúng tôi cần quý anh chị ở những điểm gì? Thưa với quý anh chị, tôi cần rất nhiều điểm. Điểm đầu tiên là tôi cần quý anh chị ở phần tin tức. Cho đến bây giờ, thú thật và với tất cả tấm lòng chân thành, thưa với quý anh chị, tôi thấy là phần tin tức của SBTN chưa có được cập nhật đúng mức và vẫn chưa có được những bản tin mang cái biểu tượng của một đài 24 giờ mỗi một ngày. Những cái bản tin như vậy tôi cần và quý anh chị chưa cung cấp được cho chúng tôi. Tôi xin đơn cử một cái thí dụ của tuần này mà thôi. Ngày thứ hai vừa rồi, khi mà đang lái xe ở ngoài đường trên đường phố Bôn Sa, chúng tôi nghe được tất cả các đài phát thanh ở tại đây loan tin là cha Nguyễn Văn Lý vừa mới được trả tự do. Tôi vội vàng chạy về nhà, vặn SBTN lên, hy vọng là sẽ tìm được những cái chi tiết mới nhất của một cái bản tin mà tôi tin đó là cái bản tin quan trọng của cộng đồng. Đó là cái tin mà bao nhiêu người trong cộng đồng chờ đợi trong suốt bao nhiêu năm tháng trời vừa qua. Tôi thưa thật là tôi không dám nói là tôi thất vọng, nhưng mà quả thật là tôi có buồn. Tôi buồn là bởi vì tôi không thấy có một hàng chữ nào của SBTN nói về cái câu chuyện quan trọng đó cả. Ngay cả một dòng chữ mà tôi thấy các đài truyền hình khác thường làm, nó có chữ breaking news ở trong các chương trình của họ, tôi cũng không thấy cái điểm đó ở SBTN. Tôi phải đợi cho mãi đến 6 giờ chiều thì lúc đó trong bản tin buổi chiều hàng ngày tôi mới thấy được cái bản tin nói về trang mạng bản tin. Các anh chị hướng dẫn tôi, điểm đó là cái điểm khán giả tôi không vui. Nếu mà các anh chị bảo rằng khán giả khó tính, các nhắc chuyện 7 ngày cũ rồi thì nhắc làm cái gì nữa, tôi xin đơn cử với quý anh chị một cái bản tin cách đây chỉ có 12 tiếng đồng hồ, đó là bản tin lúc 6 giờ chiều hôm qua. Các anh chị thử nghĩ coi, nhìn lại coi là chúng ta đang ở tại nước Mỹ và chúng tôi xem SBTN và chúng tôi muốn biết câu chuyện của nước Mỹ. Chuyện nào là cái chuyện quan trọng nhất của nước Mỹ bây giờ? Có lẽ là vấn đề healthcare, có lẽ là vấn đề cải tổ bảo hiểm y tế. Thưa với quý anh chị, chúng tôi muốn biết là ông Barack Obama làm gì với cải tổ bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng muốn biết rằng là Quốc hội liệu có thông qua hay không. Cả nước Mỹ chăm chú để mà theo dõi cái bản tin này. Tất cả các đài truyền hình Hoa Kỳ. Và nếu mà quý anh chị ngày hôm qua, quý anh chị có thì giờ vặn đài Spanish, quý anh chị cũng thấy họ nói đến cái điều đó. Chỉ có một đài duy nhất trong nước Mỹ không nói đến. Đài đó là đài SBTN. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi trách các anh chị, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là chúng ta đang thiếu một cái phần rất quan trọng để chúng ta cung cấp cho cộng đồng của mình. Ngay chính những cái bản tin của cộng đồng cũng vậy. Tôi xin đơn cử một thí dụ là có những cái câu chuyện xảy ra ngày thứ bảy, ngày chủ nhật trước, mãi đến ngày thứ tư, thứ năm tuần này chúng tôi mới được biết đến. Trong khi đó thì chúng tôi nóng lòng chờ đợi muốn xem cái cộng đồng của mình có cái gì. Chúng ta thiếu phần tin Việt Nam, chúng ta thiếu phần tin quốc tế và chúng ta chậm trễ cái phần tin của cộng đồng. Lỗi đó ở ai? Thưa với các anh chị, không phải lỗi của tôi. Tháng nào tôi cũng trả bill để gặp các anh chị. Lỗi đó là lỗi của các anh chị. Một điểm nữa là tôi cũng xin phép được thưa về. Trước hết tôi đến đây không với tư cách của một nhà báo và tôi cũng chẳng có hy vọng là được trở thành một nhà báo như là quý anh chị. Nhưng phải thưa với quý anh chị rằng timing chính là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho quý anh chị thành công trong nhiệm vụ. Ở đây
tôi xin phép được nhắc lại và xin được nhắc nhở với anh chị điều đó. Và chúng tôi năn nỉ với anh chị làm ơn nhớ đến điều đó hộ cho khán giả chúng tôi. Thành công của quý anh chị chính là cái thành công của khán giả chúng tôi.